Kênh đào Panama là một tuyến đường thủy nhân tạo dài 82 km, cắt ngang eo đất ở Panama, là đường dẫn thương mại nối Đại Tây Dương với Thái Bình Dương, phân chia Bắc Mỹ và Nam Mỹ. Đây là một trong những dự án lớn nhất và khó nhất từng được thực hiện. Kênh đào này giúp giảm đáng kể thời gian và chi phí tàu thuyền đi lại giữa hai đại dương. Kênh đào Panama được Pháp bắt đầu xây dựng vào năm 1881, nhưng đã dừng lại vì lý do kỹ thuật và tỷ lệ tử vong của công nhân quá cao. Hoa Kỳ tiếp quản dự án vào ngày 4 tháng 5 năm 1904 và chính thức thông thương vào ngày 15 tháng 8 năm 1914. Hoa Kỳ tiếp tục kiểm soát kênh đào và khu vực xung quanh cho đến khi hiệp ước Torrey-Jones-Carter năm 1977 được tạo ra để bàn giao kênh đào cho Panama. Sau một thời gian do Mỹ và Panama cùng kiểm soát, kênh đào đã được chính phủ Panama tiếp quản vào năm 1999 cho đến nay. Kênh đào là một hệ thống gồm có 17 âu tàu, 3 hồ nhân tạo Miraflores, Gatun và Alajuela và có vai trò điều tiết nước cho kênh đào. Âu tàu còn gọi là hệ thống khóa nước, lắp đặt trên các đoạn kênh để tăng hoặc giảm mức nước, giúp cho phương tiện di chuyển qua kênh đào. Thời gian di chuyển qua kênh đào là từ 8 đến 10 tiếng, người ta thu phí dựa vào số lượng container, số lượng hành khách hoặc tải trọng các con tàu. Ngoài ra, còn có nhiều phụ phí khác và các bảng giá riêng cho các loại tàu và hàng hóa khác nhau.